Bí kíp giảm mỡ bụng sau sinh, sau thời gian dài mang thai, vùng bụng của phụ nữ thường trở nên chảy xệ. Tích trữ nhiều mỡ, lúc này bạn cần có những biện pháp thích hợp để làm giảm mỡ bụng sau sinh. Để da phục hồi lại sau khi sinh, bạn cần một khoảng thời gian tương đối dài. Do đó việc giảm cân sau sinh nhanh nhất thực sự là điều bất khả thi. Tuy nhiên, nếu kiên trì áp dụng một trong 10 cách giảm mỡ bụng sau sinh tại nhà dưới đây, bạn sẽ thấy việc giảm eo sau sinh không phải là điều quá khó khăn. 1. Nuôi con bằng sữa mẹ là cách làm nhỏ bụng sau sinh hiệu quả, ít ai biết rằng cho con bú là cách giảm mỡ bụng tự nhiên tại nhà nhanh nhất cho mẹ sau sinh. Ngoài cung cấp nguồn dưỡng chất quan trọng cho bé, việc nuôi con bằng sữa mẹ còn giúp bạn cải thiện vóc dáng. Khi cho con bú, lượng calorie của mẹ được chuyển vào trong sữa, giúp giảm lượng chất béo trong cơ thể mẹ. Nếu cho con bú sữa mẹ, bạn sẽ giảm cân nhanh hơn so với những bà mẹ khác. 2. Cách làm tan mỡ bụng sau sinh bằng việc tập thể dục khi cơ thể đã hồi phục sau sinh bạn có thể chọn một hoạt động thể chất phù hợp với mình và nhớ tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu có thể bắt đầu bằng việc đi bộ hoặc tập yoga sau khi sinh luyện tập với các bài thể dục aerobic hoặc cardio một loại bài tập chuyên biệt dành cho tim đốt calorie cao bài tập gập bụng hoặc ba bài tập khác cũng giúp giảm mỡ vùng bụng và giảm calorie sau khi cơ thể quen với việc tập thể dục thường xuyên bạn có thể lựa chọn tập luyện căng cơ nhưng cần có sự đồng ý của bác sĩ Bài tập căng cơ kích thích sự co cơ, giúp tăng cường sự săn chắc cơ, cải thiện thành phần trong cơ thể và làm giảm chất béo. Mẹo để đi bộ giúp giảm mỡ bụng hiệu quả. Thực tế, đi bộ là một trong những bài tập giảm mỡ bụng sau sinh mổ rất hữu ích đấy. Khi đi bộ, bạn cần quan tâm những vấn đề sau, chú ý tốc độ, để tối ưu hóa việc giảm mỡ bụng. Hãy đi bộ nhanh khoảng 30 phút từ 2, 3 ngày, tuần, tư thế đi bộ, nhằm tối ưu hóa tỷ lệ calorie được tiêu hao. Bạn nên đi lưu ý tư thế khi đi bộ như ngẩng cao đầu, ưỡn ngực và vận động cơ mông, thời điểm và cường độ tập luyện. Để phương pháp đi bộ giúp giảm mỡ bụng sau sinh đạt hiệu quả, bạn phải có ý thức thường xuyên luyện tập. Từ 4 tháng 5 ngày mỗi tuần, ngoài ra, thời gian tốt nhất dành cho việc đi bộ là lúc trước khi ăn sáng. Không có nhiều thức ăn trong dạ dày sẽ giúp đốt cháy calorie nhanh hơn và bạn cũng có thể thực hiện các bước đi một cách nhẹ nhàng hơn. 3 Sử dụng đai quấn bụng để giảm mỡ bụng sau sinh. Sử dụng đai quấn bụng gen quấn bụng là cách làm bụng nhỏ sau sinh cổ điển và hiệu quả nhất. Đai quấn bụng giúp làm săn chắc cơ bụng của bạn. Nhiều mẹ dỉ tai nhau rằng sức nén mà băng quấn tác động lên bụng có thể giúp tử cung trở về kích thước ban đầu sớm hơn bình thường. Vì thế, đây cũng là cách làm giảm bụng sau sinh an toàn với hầu hết các sản phụ. 4. Cách làm nhỏ bụng sau sinh bằng chế độ ăn kiêng. Áp dụng chế độ ăn kiêng giảm cân là một cách giảm mỡ bụng sau sinh nhanh nhất khi thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt bạn có thể giảm cân tuy nhiên khi bạn ngừng thực hiện chế độ này cân nặng có thể trở lại như cũ hoặc nặng hơn do đó bạn hãy thực hiện chế độ ăn kiêng nhằm mục đích giảm cân từ từ không đột ngột giúp da giữ được tính đàn hồi đừng bỏ đói bản thân hoặc chạy theo việc ăn kiêng giảm cân không khoa học uống nhiều nước nước rất tốt cho cơ thể không chỉ giữ ẩm cho da mà còn giúp da đàn hồi đây là một cách tuyệt vời để giữ cho làn da khỏe mạnh và săn chắc một ly nước ấm vào buổi sáng có thể giúp bạn tẩy sạch các chất độc nước ấm làm tăng nhiệt độ cơ thể nên làm tăng cường trao đổi chất và sẽ đốt nhiều calorie hơn thế nên hãy cố gắng uống nước ấm bất cứ khi nào bạn khát bạn cũng có thể thêm chanh vào uống một cốc nước ấm pha chanh góp phần đánh tan các mô mỡ sau sinh ăn vặt lành mạnh để giảm eo sau sinh bạn có thể ăn vặt miễn là đồ ăn phải lành mạnh chứa ít chất béo và đường chọn đồ ăn nhẹ như trái cây tươi hoặc ngũ cốc đóng hộp hoặc không đường tránh dùng bánh kẹo khoai tây chiên và các loại nước uống chứa nhiều đường vì chúng chứa nhiều calorie nhưng lại không có chất dinh dưỡng hãy ăn nhẹ các loại thức ăn lành mạnh trong khi cho bé bú nhé ăn ít ăn nhiều bữa cũng là một cách làm giảm mỡ bụng sau sinh hãy chia nhỏ các phần ăn trong ngày như vậy bạn sẽ luôn cảm thấy no và đầy đủ năng lượng đừng bỏ bữa đặc biệt là bữa ăn sáng khi bạn bỏ bữa bạn có thể sẽ đói hơn và ăn nhiều hơn hoặc chọn ăn các thức ăn nhiều chất béo để cho tiện lợi hơn Bên cạnh đó, việc nhịn đói sẽ khiến cơ thể làm quen với việc đốt cháy ít calorie hơn. Sử dụng trà xanh là một liệu pháp giảm eo sau sinh hiệu quả, trà xanh là một lựa chọn tốt cho việc giảm eo sau sinh vì trà xanh được biết đến là chất hỗ trợ quá trình đốt chất béo. Quan trọng nhất là nó chứa các chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do và cũng giúp tăng cường sự trao đổi chất của cơ thể giúp giảm cân. Uống trà xanh sau khi tập thể dục có thể cải thiện cân nặng của bạn rất nhiều, bổ sung bắp cải vào chế độ ăn là cách giảm mỡ bụng sau sinh tại nhà dễ thực hiện. Bắp cải có thể giúp bạn giảm eo sau khi sinh bằng nhiều cách. Đầu tiên, đây là nguồn chất sơ tốt nhất giúp cải thiện sự hấp thụ chất dinh dưỡng, đồng thời duy trì hoạt động khỏe mạnh của ruột. Ngoài ra, cải bắp còn là loại rau chứa ít calorie và dầu vitamin cần thiết như riboflavin. Axit pantothenic và thiamin, thưởng thức thức ăn gia vị cay là cách giảm mỡ bụng sau sinh hiệu quả. Gia vị không những cải thiện hương vị món ăn mà còn có tác động kỳ diệu trong việc giảm lượng mỡ bụng của bạn. Gia vị cay bao gồm các loại như quế, nghệ, tiêu, ớt giúp cải thiện tiêu hóa và ngăn ngừa tích tụ chất béo bên trong cơ thể. 5. Tẩy tế bào chết là cách hiệu quả làm săn chắc da bụng sau sinh, một cách hiệu quả để săn chắc da là thoa kem tẩy da chết lên da vùng bụng trong khi tắm giúp tăng cường lưu thông máu, loại bỏ các tế bào chết, giúp da khỏe mạnh và đàn hồi hơn. 6. Massage vùng bụng với kem dưỡng da nhằm thúc đẩy quá trình săn chắc da, có rất nhiều loại kem dưỡng ẩm da chứa collagen cũng như vitamin E. C, A và K, các loại kem này sẽ hỗ trợ quá trình làm săn chắc da sau khi mang thai, có thể massage với kem dưỡng da để cải thiện lưu thông máu. Nên thực hiện ít nhất 2 lần một ngày để đạt kết quả tốt. 7. Thay đổi cách suy nghĩ, bạn có thể khó chịu khi không thể thay đổi tình trạng chảy xệ của làn da cơ thể. Thay vì suy nghĩ quá nhiều, bạn hãy cố gắng giữ cho bản thân thư giãn và kiên nhẫn với chính mình. Tập thở sâu, nghe nhạc và tham gia các hoạt động ngoài trời càng nhiều càng tốt tám. Hãy kiên nhẫn với mục tiêu giảm mỡ bụng sau sinh. Bạn chỉ nên đặt mục tiêu giảm được 0,5kg tuần thôi nhé. Hãy nhớ rằng, bạn có thể sẽ mất tới 9 tháng để lấy lại dáng vóc sau sinh vì thế bạn đừng kỳ vọng là sẽ giảm được cân ngay lập tức giảm cân cấp tốc không có lợi cho bạn nhất là bạn đang trong giai đoạn cần sức khỏe thể chất thật tốt để chăm con đấy chín nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ chuyên gia dinh dưỡng để việc giảm cân sau sinh hiệu quả các bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng có thể giúp bạn nếu bạn gặp phải khó khăn trong việc giảm bụng to sau sinh một số chương trình giảm cân có những kế hoạch đặc biệt dành cho các bà mẹ mới sinh và đang nuôi con bằng sữa mẹ nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc làm sao có được bữa ăn lành mạnh, hãy nhờ các chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn bạn xây dựng thực đơn nhé. 10. Tránh các việc gây căng thẳng ảnh hưởng quá trình giảm mỡ bụng sau sinh, stress làm giải phóng các hormone cortisol vào máu gây ra mệt mỏi. Dễ cáu rắt và tăng cân. Mức cortisol cao cũng có thể khiến bạn thèm đồ ngọt và béo gây khó khăn trong việc giảm mỡ bụng sau sinh. Thay vào đó, bạn nên cố gắng ngủ bù vì giấc ngủ thêm sẽ giúp cơ thể bạn chống lại các hormone gây căng thẳng và cải thiện cảm xúc. Từ đó giúp quá trình giảm mỡ bụng sau sinh đạt được nhiều kết quả tích cực hơn, nhấn đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức hữu ích nhé. Hành trình bỉm sữa nuôi con khỏe dậy con ngoan.